Vatican công bố tài liệu về cách cử hành ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận. Được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, ngày 18 tháng 5, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố hướng dẫn mục vụ cho việc cử hành ngày giới trẻ thế giới cấp giáo phận với tựa đề Những đường hướng mục vụ để cử hành ngày quốc tế giới trẻ trong các giáo hội địa phương. Tài liệu trình bày những động cơ lý tưởng và những khả năng có thể thực hiện được để ngày giới trẻ thế giới cấp chấp phận trở thành cơ hội phát huy tiềm năng, hướng thiện, lòng quảng đại, khát khao, những giá trị đích thực và những lý tưởng cao cả mà mỗi người trẻ mang trong mình. Tài liệu của Bộ trước hết nhắc lại rằng, ngày giới trẻ thế giới như Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai đã giải thích lý do thành lập để giáo hội càng ngày càng dấn thân quan tâm đến người trẻ. Vì những lý do học hành, kinh tế, không phải mọi người trẻ đều có thể tham dự ngày quốc tế giới trẻ cấp quốc tế. Do đó thật là tốt đẹp cho tất cả mọi giới trẻ có cơ hội tham dự ngày này ở cấp địa phương. Tài liệu được giới thiệu trong cuộc họp báo với cha Alexandre Aquimelo, Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cùng với cha Juan Chagas, phụ trách phân bộ giới trẻ bộ này và một số bạn trẻ. Ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận cho đến nay được cử hành vào Chủ nhật lễ lá nhưng bắt đầu từ năm nay, theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, ngày này được di chuyển tới Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua ngày 21 tháng 1. Vì thế, Bộ Giáo dân muốn nhân cơ hội này đẩy mạnh việc mục vụ giới trẻ qua các sinh hoạt, vốn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống đức tin và hiệp thông với giới trẻ như các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ đã nhấn mạnh. Tài liệu vừa nói dài 24 trang nhằm giúp đỡ và khích lệ các hội tổng giám mục các công nghị các giáo hội công giáo đông phương, các giáo mục giáo phận trong chiều hướng mục phụ trên đây và lần lượt nêu bật các điểm chính yếu cho ngày quốc tế giới trẻ. Trước tiên là một lễ hội đức tin, một cơ hội giúp người trẻ cảm nghiệm về giáo hội, cảm nghiệm về truyền giáo, một cơ hội giúp họ phân định ơn gọi và là một lời mời gọi nên thánh. Đó cũng là một dịp giúp cho người trẻ có cảm nghiệm về lữ hành, về tình huynh đệ đại đồng. Tài liệu kết luận Việc cử hành ngày giới trẻ thế giới cấp giáo phận chắc chắn là một yếu tố quan trọng trong đời sống của mỗi giáo hội cụ thể. Đó là một thời khắc đặc biệt gặp gỡ các thế hệ trẻ, là một công cụ của việc loan báo tin mừng cho thế giới người trẻ và đối thoại với họ. Chúng ta đừng quên rằng giáo hội có rất nhiều điều để nói với người trẻ và người trẻ có rất nhiều điều để chia sẻ với giáo hội.